nhìn chút xíu nữa là lá ngò là thấy tưởng À, lá ngò là sao? Đây lá nó khỏe. Giống như là còn mới lớn, gái mới lớn yêu với quen rồi cưới luôn vậy đó. Kết hôn bao lâu? Em kết hôn được khoảng 5 năm thì em ly hôn. Mình tiến đến hôn nhân nhưng mà sau khi đám cưới 3 ngày á, thì em lại tiếp tục độc thân. Kỳ vậy? Có 3 ngày thôi hả em? Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Rồi mời cô ba miệt vườn giới thiệu về mình nè. Em là Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh năm 1996. Nghề nghiệp là hiện tại là làm kinh doanh xì ba. Bạch Huệ 96 hả? Dạ. Huệ ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai ạ. Nhà trai nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ rồi, mời em trai. Dạ, lần đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Trời dạ, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Dạ, em tên đầy đủ là Trần Huy Thiện, em sinh năm 93, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thiện làm gì Thiện? Dạ, em bán hàng bên mảng thực phẩm chức năng và làm shipper luôn ạ. À, rồi giỏi vậy đó hả? Dạ. Nghe hai cái tên bạn này cảm giác nó yên bình lắm. Huệ Thiện. Nghe giống như là nghe nó thiền quá ha. Nghe nó bình an lắm á. Dạ. Nhìn cái mặt cũng thấy phúc hậu lắm á. Mặt bên đây cũng vậy ạ. À. Bên đây nhìn chút xíu nữa là lá ngò là thấy tưởng à, lá ngò là sao? Đây lá nó khỏe đánh tươi luôn. Em ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà gái nghe coi. Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm, chia sẻ, biết ơn, sống tích cực và không tứ lỗ tường ạ. Cái biết ơn nó mới quan trọng cuộc sống này. Chúng ta phải luôn luôn biết ơn và cảm ơn. Điều này rất là tốt luôn. Có tật xấu gì không? Hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhút nhát trong tình cảm? Dạ. Làm ăn có nhút nhát không? Dạ cái đó thì dạng lắm. Dạng lắm đúng không? Rồi được rồi. Đó, ưu điểm khuyết điểm nhà trai tôi vậy đó. Rồi, chào. Trời, Huệ đó hả? Dạ. Dễ thương không? Huệ, dễ thương. Sao Huệ? Ưu điểm khuyết điểm là gì Huệ? Ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Chịu cực, chịu khổ được, siêng làm á. Khuyết điểm là dễ tin người lắm. Ai nói khổ cái hay là như nào là siêu liền. Chỉ ai mà khổ cái là có thể là con giúp đỡ được thì con sẽ giúp. Hai đứa này mặt rất là tươi nha Lan. Ừ, bạn nha. Này mặt thiện lành lắm. Bên đây cũng rất là thiện lành luôn vậy đó. Tình trường của Huệ thì sao? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi trước là em có một mối tình là chồng cũ em á. Là dạ, hiện tại là em cũng đã ly hôn rồi. Và có một bé nè. Em bé bao nhiêu tuổi? Dạ, bé hiện tại là 9 tuổi rồi ạ. Vậy là em kết hôn rất sớm. Dạ đúng rồi. Giống như là còn mới lớn, gái mới lớn yêu với quen rồi cưới luôn vậy đó. Kết hôn bao lâu? Em kết hôn được khoảng 5 năm thì em ly hôn. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay thời điểm này cũng được 5 năm rồi. Trong 5 năm mà em chia tay thì em có tìm hiểu thêm một người nào nữa không? Cũng có nhiều, rất là nhiều người cũng ngỏ ý với em á. Nhưng mà thật sự ra là em cũng có một cái gì đó nó rào cản. Tại vì em sợ là nếu mà mở lòng ra thì liệu người ta có chấp nhận con trai của em không, mà thương con em không. Nên đôi khi em cũng chặn lòng để đó. Nên để tạm thời là ổn công việc trước mọi thứ rồi bắt đầu mới xin, mới giờ mới mở lòng ra được. Ra thì thời điểm này nó cũng phù hợp với em bởi vì con thì cũng lớn rồi mà em thì còn quá trẻ đúng không, cho nên mình tiếp tục một cái trang mới thì nó cũng là phù hợp, với lại cũng đã đủ chín chắn để em có thể lựa chọn được rồi. Để chị qua đây chị hỏi thăm anh chàng bên này. Ủa nhưng mà đó lấy chồng sớm quá nhờ. Dạ chào. Năm 96 hả? Sao nghe hoàn cảnh bên kia thấy sao? Dạ em đồng cảm. Tội nghiệp ha, em nhìn mặt thấy thương lắm, mặt dễ thương lắm. Dạ. Tình trường của mình sao, nói chị Lan nghe coi. Dạ thì trước giờ thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là năm hồi còn học phổ thông thì có quen cô gái đó thì cũng gần năm, thì sau đó thì không hợp thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cô gái đó lớn hơn em 2 tuổi, cũng có một đứa con. Nhưng mà sau một khoảng thời gian quen thì em cũng có đề cập đến đám cưới. Nhưng mà kể từ khi đó thì cô gái đó bắt đầu tránh em, và khi mà em liên lạc lại được á thì cô gái đó nói là em là trai tân, trong khi cổ như vậy thì không xứng, cho nên là cổ chủ động cổ cắt liên lạc với em luôn. Tới thời điểm bây giờ cũng mấy năm rồi. Còn cái mối tình thứ ba thì cũng gần đây nhất, đó là cũng tiến đến hôn nhân nhưng mà sau khi đám cưới 3 ngày á thì em lại tiếp tục độc thân. Kỳ vậy? Có 3 ngày thôi hả em? Em có biết nguyên nhân không? Dạ biết, tại vì chính bạn bạn đó và gia đình cũng thừa nhận và xin lỗi.
Tức là do là cũng là mai mối thôi. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì em thấy bạn đó cũng vui vẻ. Từ khi mà rước dâu về á thì rất là lạnh nhạt với em. Bạn đó mới nói riêng với em là lấy em á là do ở nhà ép quá, ở nhà ép quá. Chứ thực tế là chưa muốn lấy chồng, càng không muốn lấy em. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì em nhận được cuộc gọi ở dưới ba mẹ vợ là kêu em chở cô gái đó về. Lý do là nhớ nhà, thì em nhận ra ngay là lý do đó không hợp lý. Tại vì mới có hôm qua là khoảng bá thôi. Cũng khó hiểu quá ha, cái trường hợp này nó thì nghe cũng nhức đầu quá thôi. Thì cái kết quả cuối cùng là nội ngoại bên cô gái đó cùng với gia đình là lên xin lỗi nhà em và trả lại các khoản lễ vật. Dạ. Trời đất ơi, cưới có 3 ngày vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ 3 ngày. Rồi có con, có kịp có con không em? Dạ, em chưa đụng được luôn. 3 ngày mà chưa dạ. Động phòng luôn hả? Dạ. Thật ra nếu mà câu chuyện nó diễn biến đúng như vậy thì tội nghiệp ha. Rồi, nãy giờ tôi thấy hai cái gia đình này. Cái hoàn cảnh quá. Bây giờ mình biết chuyện cũ vậy thôi, để mình nắm vậy thôi ha. Bây giờ mình muốn có một cô dâu mới như thế nào nè? Người phụ nữ mà em đang tìm á, thì thứ nhất là biết quan tâm, chia sẻ. Cái thứ hai á là biết tôn trọng người khác và biết điều. Còn cái thứ năm á là không cờ bạc. Con bài không vậy? Cờ bạc. Con ghét cờ bạc luôn á, thật sự luôn. Cái đó mình đáp ứng được đúng không? Dạ. Nhu cầu của mình tìm một người bạn trai thế nào? Biết quan tâm. Dạ. Với bên kia người ta yêu cầu quan tâm thì chắc chắn ta sẽ quan tâm. Giống như là biết kính trên nhường dưới vậy. Cũng có một phần nữa là trách nhiệm. Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Có tóc là được rồi, mà không có tóc cũng được. Mình kia khả năng có tóc nó hơi ít chút xíu nha. Mình phải nói trước để hồi gặp nó không có bất ngờ, đúng không? Nhưng mà chắc con làm ngành này mà thích có tóc thì con cũng cho có tóc được luôn mà không muốn không. Ồ, hay vậy. Hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Chàng trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Cái giao diện của em trai khác quá ha. Khác xa luôn á. Dạ, em chào chú Nguyên Linh, em chào Ngọc Lan, chào bên nhà gái, chào các vị khán giả. Em thấy chị đây làm sao? Dạ, em thấy chị gái bên đây xinh đẹp lắm, nói chuyện cũng dễ thương. Nét mặt cũng chất phác, có một nét nào đó giống người miền Tây đó. Nếu mà chị cảm thấy được thì hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Huệ đi với ai Huệ? Dạ, em đi cùng với em gái ạ. Dạ, em là em hồi xưa thì em có làm chung với chị Huệ. Sau rồi bây giờ em vẫn còn làm, nhưng mà giờ chị Huệ là chủ, em là nhân viên. Tính của chị Huệ là sống rất là tình cảm. Tại vì tình cảm quá cho nên là hay chịu thiệt thòi vì mình rất là nhiều. Anh bên đây thì em thấy là dễ thương đó, kiểu tròn 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 á, dễ thương, thật thà. Nói chung nghe anh nói nghe thấy cũng thương á. Mong là hai anh chị là cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai bạn đều hoàn cảnh nó cũng na ná như nhau. Dạ. Lỡ lần đò mà còn trẻ tuổi quá. Dạ. Nào bây giờ thì sao? Mở rào. Mạnh dạn tiến tới luôn. Nào Thiện. Có cảm nhận gì về anh? Nhìn thấy anh khuôn mặt thì nhìn hiền. Tóc tai vậy được không? Cái này cũng đỡ tốn tiền cắt tóc. Cũng đỡ tốn tiền cắt tóc. Thấy thiện lành lắm á. Anh thấy em như thế nào? Em xinh đẹp, có nhiều điểm tương đồng anh thích. Em cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn nói về hẹn hò đi. Tại vì một bạn là ở Cần Thơ đúng không? Dạ. Dạ. Rồi một bạn là ở Đồng Nai, mà bạn nữ này thì lại không bỏ việc được đó. Riêng về cái này thì em không quá quan trọng lắm. Thì một tháng thì em nghỉ được 4 ngày, tùy thời gian của bạn nữ. Dạ. Thì cái đó thì em chủ động được. Thì nếu như mà công việc của em thì có thể là em cũng sắp xếp á, 1-2 ngày nghỉ gì đó để đi chơi chung gì đó thì cũng được. Hiện tại thì em đang có một bé 9 tuổi nữa, nên là không biết anh sẽ như thế nào. Cái đó nó không phải là vấn đề. Anh và gia đình thì nó nhẹ nhàng cái việc đó lắm.
Giả sử mà sau khoảng thời gian mà tìm hiểu á, tiến tới hôn nhân thì em dự định là mình sẽ về Cần Thơ hay là tiếp tục ở trên Đồng Nai nhỉ? Nếu là em á, hiện tại thì công việc của em đang ổn định ở Đồng Nai rồi, thì em muốn công việc của mình là cũng ở Đồng Nai luôn. Tại vì ở dưới kia thì em chưa biết như thế nào hết. Còn thực tế thì em thấy ở đây là em đang phát triển, đang rất là ok rồi. Đúng rồi, Huệ nói đúng đó. Bây giờ mình chưa biết chuyện tình yêu hai đứa thế nào, cũng chưa bao giờ tính được cái chuyện đó hết. Bây giờ nếu về Cần Thơ làm gì? Em có mặt bằng không? Dạ có. Em có mặt bằng không? Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở trung tâm Cần Thơ. À, trung tâm luôn. Em đang ở với ai ở dưới? Em đang ở với ba mẹ. Với ai nữa? Với bà nội. Vậy là cũng có điều kiện, cũng có điều kiện để mà em có thể phát triển. Thật ra được Đồng Nai cũng là một nơi chuẩn bị sân bay Long Thành cũng hoàn thành rồi, là một trong trung tâm đô thị không có nhỏ đâu nha. Dạ. Thành phố Cần Thơ cũng vậy. Dạ. Vấn đề là tình yêu hai bạn có đủ lớn hay không thôi. Dạ. Cái chuyện đó anh nghĩ rằng tụi em sẽ tính được. Rồi bây giờ Thiện đứng lại nắm tay Huệ nào, để hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ Thiện nói đi, trong lòng mình nghĩ suy nghĩ gì về người con gái đối diện đó vậy? Anh thì không có nhiều từ hay đâu, nhưng mà anh sẽ nói những cái lời thật của mình. Anh không hứa là sẽ mang đến một cuộc sống giàu sang xa xỉ, nhưng nếu mà em tin anh, chắc chắn anh sẽ làm bến đỗ an toàn cho em và gia đình. Rồi cảm giác người đối diện thế nào, nói đi Huệ. Hiện tại thì em cảm thấy là anh rất là thật thà. Em nhìn thì anh rất là nhiều. Em cũng mong muốn là những điều mà anh nói á, nó cũng có một cái gì đó để cho em hy vọng và an tâm á. Thiện có thể hát một bài nó tặng Huệ đi. Từ lúc ánh mắt đó tràn vào trái tim anh, một khi yêu ai anh sẽ yêu hết lòng. Từ nay anh chỉ có mình em. Anh xin em và anh khuyên em hãy tin anh, vì anh là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính anh lúc này, trừ khi anh không còn trên đời nữa. Dạ hết. Dễ thương quá. Bạn dễ thương lắm. Không biết sao ông trời ông lại thử thách những con người dễ thương như vậy. Còn bây giờ thì mình cứ để tay mình bấm thôi, mình thích mình bấm thôi các bạn. Dạ bên đây bấm luôn rồi ạ. Chính thức các bạn hỏi với nhau để anh dễ thương quá. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên đặt lên bạn. Rồi chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng cho bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royo với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Quý vị, đó là niềm vui đầu tiên của cặp đôi ngày hôm nay. Và niềm vui tiếp theo là cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Chào em trai. Dạ. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Dạ, anh chào cô Hồng Vân. Nói lớn chào. Lên nào, nói lớn lên nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Nguyễn Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Hồng Hoa 31 hả? Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán.
Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô. Rồi quê con ở đâu? Quê con ở Tiền Giang, quận Đông. Ở Tiền Giang? Dạ. Và bây giờ con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ. Ở quận mấy? Dạ ở quận Tân Phú. À vậy hả? Con tên gì, con nói lớn lên lại cho con. Dạ con tên là Phạm Hồng Hoa. Phạm Hồng Hoa. Hồng dạ. Hoa là Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng lên. Rồi. Ừ. Gò Công quê hương Trương Định ha. Dạ. Nào, em trai giới thiệu cho bên nhà nha. Dạ, em chào anh Quyền Lân, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Thế Thành, năm em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn? Dạ. Hai này về tính toán rồi. Rồi, làm ở em đâu? Em làm dạ, đâu? Dạ, em làm ở ngay chỗ Novoland, tập đoàn Novoland Group, làm ở quận Nhất. Quận Nhất? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Người Sài Gòn luôn. Là nhà ở đâu? Dạ, nhà ở quận 11 ạ. Quận 11. Thôi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Ừ. À, nói chung là nếu mà so về mặt về công việc á thì em hết nghiệp môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Rồi, tốt. Dạ. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh. Ừ. Không ai nghe rõ. Dạ đúng. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là rõ nha em. Thì nào dạ. Nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lăm á Linh. Đúng rồi. Ừ, nói không có được. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì chứ. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Rồi, mời nhà gái. Mình nói đi cưng, ông mình đừng có để bị bên kia áp đảo dạ. Mình quá nha, mình nói lớn lên đi. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn. Ừ. Dạ, trung thủy, độc lập. Ừ. Dạ, điểm yếu là ít nói. Ừ, đúng rồi, bé này là tin là ít nói. Còn bên kia là nói được nhưng mà khi mà có chuyện gì là lắp bắp, vậy đó. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ. Duyên của cưng sao nè, có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà chỉ nếu mà tính là được 1 mối tình là chính thức. Ừ, dạ. Là được bao nhiêu mấy năm? Dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Dạ chắc quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Ừ đúng rồi, nhiều khi vậy đó. Không đâu, cái đó cũng hay á. Thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Linh, tức là vậy nè, quen xong rồi không còn gì để khám phá nữa. Đúng rồi. Cái thôi. Quen lâu quá không cưới. Ừ, nghỉ. Quen lâu không cưới đôi khi nó cũng xui lắm. Chắc là tại chắc không có duyên nợ với nhau. Không, nhưng mà mối tình đó là từ thời học sinh hay dạ, gì? Dạ, thời sinh viên. À, từ thời sinh viên đúng không? Ừ. Còn cái mối tình thứ hai chắc là cũng ngắn ngủi thôi hả? Dạ, lúc ra trường. À, vậy dạ. Đó hả? Vậy là em ở không mấy năm rồi? Dạ, khoảng gần 2 năm ạ. Gần 2 năm là mình dạ. Độc thân, coi như là mình không yêu ai luôn á. Dạ, không ạ. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi cưới sớm sớm nha. Đừng quen 7-8 năm nha. Mất hết tuổi thanh xuân của con gái tội nghiệp người ta. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. À. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi. Cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Cũng trường kỳ ha. Dạ. Okay. Thì trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Ừ. Thì thấy là tạm ngừng lại cái tình cảm đó. Rồi. Dạ. Coi như hai bạn á là rất chung thủy trong tình yêu đó. Dạ. Người 8 năm, người 7 năm. Ừ. Hy vọng cái này hai đứa mình quen nhau ngay từ bây giờ, mình quen tới 100 năm luôn nha. Dạ. Thôi. Em bây giờ một mẫu hình lý tưởng thế nào ông trai? Đúng rồi đó. À, dạ, bạn đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn. Ưa nhìn. Với lại một cách nữa là cái sự dung hòa của bạn nữ là có thể cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Ừ. Là đối với em là được rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Cao ừ. Thấp gì đâu. Ừ, chiều cái, cao thì sao em? Cao thì em thấy em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình trước. Nhiều khi cao quá về cái nhổ nhà cũng vậy. Chứ đâu còn hiểu nhau. Đâu ừ. Quay mặt đây tôi ngó coi sao bộ con gái cao đẹp mà. Có nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Ừ. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn dạ. Đúng không? Ừ. Cái này gọi gương mặt quốc dân á. Gương mặt quốc dân. Rồi
Rồi về tính tình thì sao nè? Dạ thì giống hồi nãy em có nói với anh Quyền Linh á, là chỉ cần gọi là hòa đồng và biết chia sẻ mọi người là được. Ừ, hòa đồng biết chia sẻ. Rồi để tôi coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Đáp ứng được nhiều phần trăm bên nhà gái. Dạ, em thì em trai cũng ưa nhìn, với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm mà, 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Với em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ em không hút thuốc, dạ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Cái còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần. Có chích ngừa thì có đúng không? Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Ừ. Rồi em có mong cái chiều cao của bạn nam là bao nhiêu không? Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn. Nhưng còn mình thì sao? Mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhiêu? Mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên he. Dạ. À. Dư sức. Đàn gái. Dạ, dễ cưng không? Dễ cưng ha. Đó, cưng nhìn mặt nhìn da trắng là... như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Nhìn mặt như cúp bế Nhật Bổn vậy đó. Đúng rồi. Ha, dễ thương. Ừ. Mặt dân cũng cắt tóc giống như cũng giống cúp bế thì cũng cúp bế Nhật Bổn không. Cúp mẹ cúp con nè, cúp bế gì hai mẹ con cúp bế hai. Bây giờ thì hai người đã trao đổi nhau, thấy hai người này hiền nè, bên đàn trai cũng hiền khô ha. Bây giờ về đi, hài hước mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì hả. À, em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Cháu hả? Dạ. Thằng gọi cháu. Cháu đi lo. Cháu làm hạnh phúc cho dì hả? Kêu dì hả cô? Dạ em bằng dì. Kêu dì. Nhỏ rồi có cháu lớn như ta. Dạ. Em chào anh Nguyễn Linh, chào cô Hồ Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. À, vui vẻ dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Thì cái này thì tùy gì con chọn thôi. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cháu thấy được rồi ha. Cháu thấy được rồi, gì thấy được. Cảm ơn cháu. Trai đi dạ, hôm nay em đi cùng với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ nữa. Ồ, hôm nay mẹ đi nữa. Trời ơi, mẹ cưng quá rồi mẹ. Mẹ cho ý kiến đi mẹ. Thấy cúp bé Nhật Bổn sao mẹ? Xin chào chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh. Thì theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi. Đó. Hai đứa là tìm hiểu đến với nhau thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ưng ý. Mẹ ưng đúng không? Ừ. Rồi. Bạn nữa hả? Này bạn. Ừ, bạn thấy sao? Nếu bạn là đàn ông, bạn nhìn cúp bế này bạn thấy dạ, sao? Xin chào chú Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Thì theo em, theo con nghĩ là chắc bạn này hợp với bạn Thành. Hợp không? Dạ hợp. Rồi vậy là không tốt. Không những hợp với bạn này mà hợp với mẹ nữa đó. Dạ. Hai người mặc áo hợp ghê không? Mẹ đã chóng rồi. Nổi luôn á. Dạ. Cái cặp đầu tiên á là họ rất là hiện đại, họ có va chạm xã hội rất nhiều, họ làm việc gọi là hàng ngày luôn, thành ra nói năng nó nhanh ha. Còn cặp này hình như nhẹ nhàng, hiền, ít có va chạm nhiều. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. À, hai kế toán này phải gặp nhau cho tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè,